Thưa quý vị, từ hôm qua đến nay thì mạng xã hội lan truyền đoạn video khách nữ người Việt mặc bikini và tạo dáng khi đi thuyền trên sông Nho Quế tỉnh Hà Giang. Trong clip được chia sẻ thì cô gái có biểu cảm thích thú khi nghe thấy nhóm thanh niên du khách ở các thuyền bên hò reo và vỗ tay. Và bên dưới đoạn video này thì hầu hết cư dân mạng đều tỏ vẻ là không đồng tình với cách ăn mặc của du khách này. Và hôm nay 11 tháng 9, phía Trung tâm xúc thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Hà Giang cũng đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Theo dõi đoạn clip, nhiều ý kiến cho rằng sông Nho Quế, tỉnh Hà Giang không phải là địa điểm du lịch biển. Vì vậy, việc cô gái trẻ mặc trang phục áo tắm ở đây là không phù hợp. Khi đi thuyền trên sông, hiếm du khách nào lại diện bikini. Thay vào đó, thì nhiều người chủ động chọn trang phục áo dài truyền thống như một cách tôn vinh danh lam thắng cảnh Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có một số người bảo vệ nữ du khách trong clip và khẳng định lựa chọn trang phục là quyền tự do cá nhân liên quan đến nội dung này, lãnh đạo trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Hà Giang cho biết đã có ý kiến và báo cáo lãnh đạo cấp trên về hình ảnh du lịch mặc à, bikini nhảy múa khi đi thuyền trên sông Nho Quế. Theo vị đại diện này, thì du lịch tỉnh Hà Giang được xây dựng phát triển dựa trên những giá trị chất liệu văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc sinh sống với những giá trị lịch sử lâu đời. Việc cổ suý cho hành động này không những không phù hợp, gây phản cảm mà còn ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh nhận diện thương hiệu du lịch của tỉnh. lãnh đạo trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Hà Giang cũng khẳng định tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp xử lý triệt để những hành vi phản cảm về trang phục, hành động hay là ứng xử của du khách đến với Hà Giang nói chung và các khu hay là điểm du lịch của tỉnh nói riêng. Cách đây không lâu nhiều người cũng phản ứng trước việc một số du khách hiện đã diện là trang phục mà tây tạng bông cổ khi tới các điểm du lịch trong nước, trong đó có sông nho quế tại Hà Giang. Các chuyên gia văn hóa thì cho rằng việc thuê mặc trang phục dân tộc nước ngoài tại các địa điểm du lịch Việt Nam là hành động chưa có ý thức văn hóa, lòng tự trọng dân tộc chưa cao.